Ủa sao vậy? Hả? Anh phải lạc một vòng vậy? Dạ. Cho em xin được hỏi Ricky Star trước nha, tại vì nãy giờ Ricky Star đứng hai bậc rồi mà chưa được hỏi gì hết trơn á. Dạ, không biết là cảm xúc của Ricky Star khi mà lần đầu tiên đúng không? Đến với buổi lễ trao giải Mai Vàng ngày hôm nay như thế nào ạ? Dạ, em cảm thấy vui hú hồn luôn. Là lần đầu tiên mà em được đứng với mấy anh chị mà em cứ nghĩ là em chỉ được thấy qua TV thôi. Em cảm thấy rất là vinh dự khi mình được đi thảm đỏ nè, rồi mặc đồ đen cặp với lại anh Nguyễn Quốc Huy hôm nay nè. Đúng không anh? Ricky Star có thể chia sẻ một số dự án của mình trong năm mới cho khán giả được biết không? Dạ, em có khá là nhiều dự án trong năm mới và em đang đợi thời gian nào thích hợp nhất để mà làm nó trọn vẹn nhất, để mà cho mọi người một món quà. Em rất mong nóng để cho mọi người xem món quà đó. Xin chúc mừng bạn và mong rằng những dự án của bạn sẽ thật thành công. Cảm xúc ngày hôm nay hả? À, thì thực ra thì hầu như năm nào Minh Hằng cũng đi dự giải Mai Vàng. Thứ nhất là thời điểm này là thời điểm mà Minh Hằng nghĩ là nó cận Tết, và năm nào anh chị em nghệ sĩ cũng được gặp nhau vào cái thời điểm mà ai cũng háo hức chờ đợi một cái năm mới. Rồi đặc biệt năm nay là một năm mà thực sự là mọi thứ ai chúng ta cũng đều mong là thôi năm cũ nó qua đi thật nhanh để năm mới nó tới mọi thứ đều suôn sẻ đẹp đẽ hơn trong năm 2021. Minh Hằng cũng vậy, chắc là mong là 2021 anh chị em nghệ sĩ chúng ta sẽ được hoạt động được một cách mạnh mẽ, sẽ có nhiều sản phẩm nhiều hơn để cống hiến cho tất cả quý vị khán giả. Ngày 16 tháng 4 là phim Bảy Ngọt Ngào của chị sẽ được ra mắt ở toàn quốc. Và đó là một bộ phim mà chị vừa với vai trò là diễn viên, vừa với vai trò là sản xuất và cũng với vai trò là biên kịch kịch bản nữa, nên rất là mong là khán giả yêu thương ủng hộ cho cái bộ phim để điện ảnh của chúng ta được khởi sắc cho năm 2021. Dạ không, lần này em đến trao giải cho mọi người chứ em không có được dự giải. Nên là mình cũng, vì là nghệ sĩ là mình nghĩ là thời điểm này là ai cũng rất là háo hức. Kể cả mình không được đề cử hay sao đó thì mình cũng rất là háo hức cho tất cả các anh chị em, đồng nghiệp của mình là những người sẽ được nhận cúp trong ngày hôm nay. Nên là mình cũng phải mặc đồ đẹp, thật đẹp để mình có thể trao cái mai vàng đó cho anh chị em của mình. Nằm trong bản đề cử là vinh dự rồi, còn mong chờ thì ngày nay mong chờ tất cả khán giả cũng như là tất cả các anh nghệ sĩ sẽ có một cái buổi lễ trao giải thật là ấm áp và nhiều hạnh phúc. Và anh có thể chia sẻ những dự án sắp tới của mình cho khán giả được biết không ạ? Dự án sắp tới của Huy thì ngày mai Huy sẽ cho mắt của Huy đó là 72 tháng Bình Thông. Wow! Đúng rồi. Wow! Và em chúc cho bạn hát hoàn cho được hit nha. Dạ, cảm ơn anh Huy Huy và Huy Star đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn anh và chúc anh trong cái quyền ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đứng bắt chuyện hoạt động. Dành một tràng pháo tay cho nam ca sĩ. Chưa gì mà la quá, một tràng pháo tay cho ca sĩ Sức. Wow.
giả dành cho mình từ phía xa đúng không ạ? Cảm giác của Jack ngày hôm nay như thế nào? Điều đầu tiên là em rất là vui ạ, rất là vinh dự khi mà có mặt ở đây cũng như là một sự kiện rất là trân trọng như thế này. Cũng rất là vui khi gặp hai anh chị ở đây. Và ngày hôm nay á, Jack lại được đề cử ở trong một hạng mục của buổi lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 26 này nữa. Không biết là Jack có mong chờ điều gì không? Thì tất nhiên là em cũng mong là nếu mà mình có cơ may đó thì hy vọng mình có thể truyền cảm hứng được với tất cả các người nghệ sĩ khác cũng như là tất cả khán giả cũng như là mang đến một điều gì đó thật là ấm áp như là thú vị dành cho một cái năm mới bắt đầu mới trở thành mới. Và bây giờ thì chúng ta có thể nào gửi một lời chúc đến quý vị khán giả cũng như là gia đình nhỏ của mình trong năm mới được không ạ? Sếp thì kiệm lời lắm, chỉ muốn chúc tất cả mọi người có được một sức khỏe thật là tốt cũng như là khởi đầu năm mới thân đang đầy niềm vui cũng như là may mắn của cuộc sống. Chúc mọi người tất cả những điều hạnh phúc nhất ạ. Xin cảm ơn Jack đã xuất hiện ngày hôm nay và mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với Jack trong buổi lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 26 này nha. Xin cảm ơn bạn và xin chúc mừng bạn. Dạ. Xin mời Jack.